Chúng ta sẽ hát lại với nhau nha. Ngà tin ta hát vang, mừng Chúa sinh ra đời. Hồi chung cho mọi người mặc cho bao đó quên đi bao nhọc nhằn, cùng ngắm tay áo vàng ngày Giáng sinh an lành. Hồi chung cho mọi người hạnh phúc với nhau trong danh Chúa Giêsu. Hãy cất tiếng hát hơn ngon mừng ngày tuyệt vời, hãy cất tiếng hát yêu thương người và cuộc đời, hãy cất tiếng hát đem cả vời chờ làm ta có mơ mơ. Ngàn tiếng ca vang mời Chúa xin an lành, gọi chung cho mỗi nhà cùng sống hôm nọ quên đi bao nhọc nhằn, cùng nắm tay an vàng ngày Giáng sinh an lành, gọi chung cho mỗi người hạnh phúc với nhau trong hương bay ngọt ngào. Tiếng hát chúc an lành cùng mọi người, hãy cất tiếng hát chúc an lành mọi người, hãy cất tiếng hát chúc an lành mọi người, hãy cất tiếng hát chúc an lành mọi người. Mừng Chúa sinh ra đời, cầu chung cho mọi người cuộc sống ấm no quên đi bao nhọc nhằn, cùng nắm tay hát vang ngày Giáng sinh an lành, cầu chung cho mọi người hãy cùng với nhau trong danh Chúa Giêsu. Hãy cất tiếng hát hân hoan mừng ngày tuyệt vời, hãy cất tiếng hát yêu thương người và cuộc đời, hãy cất tiếng hát lên cao vời cho bên mình được chân tiên ta luôn. Chúng ta sẽ hát lại câu 1 nha, tại vì câu 1 á nó có một cái đoạn cuối chúng ta sẽ hát nói liền, nên là chúng ta hát nói liền thì mới được, còn chúng ta ngắt ra thì chúng ta sẽ bị chợt nhịp. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau hát lại ha. Rồi, xin mời ban nhạc. Sống mâm no quên đi bao nhọc nhằn, cùng nắm tay ấm vàng ngày Giáng sinh an lành, gọi chung cho mọi người hạnh phúc với nhau trong danh Chúa Giêsu. Hãy cất tiếng hát hân hoan mừng ngày tuyệt vời, hãy cất tiếng hát yêu thương người và cuộc đời, hãy cất tiếng hát thêm cả vời chờ đợi ngày tiên. Gọi chung cho mỗi nhà cùng sống ấm no quên đi bao nhọc nhằn, cùng nắm tay áp vàng ngày Giáng sinh an lành, gọi chung cho mỗi người hạnh phúc với nhau trong yêu bay ngọt ngào. Hãy cất tiếng hát chúc an lành cùng mọi người, hãy cất tiếng hát chúc an lành cùng mọi người, hãy cất tiếng hát xuôi đi ngồi cùng tiếng ta yêu. Chung cho mỗi nhà cuộc sống ấm no quên đi bao nhọc nhằn, cùng nắm tay áp vàng ngày
Ngày Giáng sinh an lành, cầu chúc cho mọi người hạnh phúc với nhau trong ơn bài ngọt ngào. Hãy cất tiếng hát chúc an lành cùng mọi người, hãy cất tiếng hát chúc an lành hoa nụ cười, hãy cất tiếng hát xua đi mọi buồn phiền và những lo toan. Hãy cất tiếng hát chúc an lành cùng mọi người, hãy cất tiếng hát chúc an lành hoa nụ cười. Chúc an lành hoa nụ cười, hãy cất tiếng hát xua đi mọi buồn phiền và những lo với gia đình. Hãy cất tiếng hát chúc an lành cùng mọi người, hãy cất tiếng hát chúc an lành cùng nụ cười, hãy cất tiếng hát xua đi mọi buồn phiền và những lo với gia đình. Cảm ơn ban nhạc, cảm ơn cô Vân. Hãy cất tiếng hát xua đi mọi buồn phiền và những lo âu mừng Giáng sinh. Chúng ta chuẩn bị bước vào chương trình kỷ niệm Chúa Giáng sinh lần thứ 2020. Trân trọng kính mời toàn thể quý bà chị em ở phía dưới, xin chúng ta bước lên trên để chúng ta bắt đầu chương trình ngay bây giờ. Trong khi chờ đợi thì xin thay mặt cho Hội Thánh để chào mừng đến tất cả quý bà chị em. Xin ai là người lần đầu tiên hôm nay đến đây và được sự dẫn dắt của ai mời đến đây, xin có thể giới thiệu để chúng tôi cùng biết ạ. Dạ xin mời. Dạ xin giới thiệu ạ. Dạ chị Phú hả? Chị Phú với lại anh Trần, bạn của anh Trần. Dạ chúng ta cùng chào đón anh chị. Rồi ai nữa ạ? Xin mời em. Em tên gì ạ? Hồng. Rồi có đi với ai ạ? Ồ bạn của rồi. Rồi chúng ta chào đón Hồng. Dạ. Yeah. Rồi mời anh Hà giới thiệu hai người bạn. Dạ yeah, anh Sơn, chị Lộc. Dạ yeah, là những người bạn của anh Hà. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng chào đón tất cả anh chị ạ. Có ai lần đầu tiên đến đây nữa không ạ? Có cô Nga nè, với là mà cô Nga là Đức ở tận Củ Chi và có mặt chúng ta hôm nay. Chúng ta cùng chào đón hai mẹ con. Dạ, yeah, ở đây. Xin mời cô Nga với lại Đức đứng lên. Dạ, yeah, đây là cô Nga với lại em Đức ở Củ Chi. Rồi, còn ai tiên đến đây nữa không ạ? Bây giờ thì ban nhạc sẵn sàng chưa ạ? Trong khi còn chờ đợi một số chị em đang trên đường đến đây, bởi vì cái địa chỉ nó hơi khó tìm cho nên là đến hơi trễ. Bây giờ thì xin mời tất cả chúng ta đồng đứng lên. Chúng ta sẽ cùng đọc chung với nhau Ê-sai đoạn 9 câu 1 đến câu số 5. Ê-sai đoạn 9 câu 1 cho đến câu số 5. Chúng ta cùng đọc chung với nhau, xin bắt đầu. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong mùa gặt và như người ta reo vui trong ngày chia của cướp. Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ bị hà hiếp, như trong ngày của Madian. Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo sống vấy máu, đều dùng để đốt và làm đồ chùm lửa. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta. Quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng,
là Cha đời đời, là Chúa bình an. Xin chúng ta đọc chung lại một lần nữa câu cuối cùng. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Xin mời tất cả chúng ta đồng ngồi. Bây giờ, trước khi chúng ta bước vào chương trình chính thức, chúng ta sẽ thưởng thức một bài múa của một em thiếu nhi. Xin chuyển cái bàn này về phía sau một chút thôi. Không không, lùi xuống là được. Một chút mình sẽ đem lên. Chúng ta chờ đợi bên ban kỹ thuật một chút xíu. Rồi xin mời con đứng ngoài đó luôn. Rồi ban thiếu nhi bước ra luôn. Đừng có xô con. À bưng cái sáng ơi.
meeting. Hallelujah. Các con cứ đứng đây, các con cứ đứng đây, đứng đây, các con cứ đứng lại, đứng lại, đứng đây. À, chúng ta thấy mở màn của Giáng sinh năm nay có gì đặc sắc không ạ? Những em thiếu nhi rất là tuyệt vời phải không? Bây giờ xin hội thánh chúng ta một lần nữa đồng đứng lên, chúng ta sẽ cầu nguyện dâng buổi lễ ngày hôm nay lên trong tay Chúa. Thưa Cha là Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con cảm ơn Ngài buổi tối hôm nay. Chúng con cùng hòa lùng cùng cả thế giới để mừng Chúa Giêsu Giáng sinh lần thứ 2020. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Ngài yêu và Ngài đã đến thế gian này. Ngài đem lại sự sáng thật để cho mỗi chúng con có sự sáng để bước đi, để tin cậy và dẫn lối cuộc đời chúng con không lầm lạc trong thế gian này. Con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đến để chúng con được sống. Chúa Ngài ban sự sáng để soi rọi để chúng con bước đi. Và mỗi chặng đường trong đời sống của chúng con sẽ là những bài ca bất tận để ca ngợi Chúa và tôn vinh danh Ngài. Nguyện Chúa ban phước cho buổi lễ ngày hôm nay, ban phước cho tất cả những anh chị em của chúng con có mặt ở đây. Nguyện xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài đụng chạm đến mỗi chúng con. Chúng con không chỉ dự lễ nhưng mà chúng con cùng hòa lòng để thờ phượng, để chúc tán Đức Chúa Trời toàn năng, chúc tán đấng tạo hóa nên cả vũ trụ này và trong đó có loài người của chúng con. Con cảm ơn Ngài. Xin ban ơn và sức dầu cho ban hát, sức dầu cho tất cả các tiết mục và đặc biệt
là sứ điệp ngày hôm nay. Trong ơn của Chúa, con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng lòng biết ơn Cha, dâng mọi sự vinh hiển thuộc về Cha và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta hãy quay người bên cạnh và nói rằng là chúc một Giáng sinh an lành. Dạ. Yeah. Hãy quay người bên cạnh chúc một Giáng sinh an lành. Rồi, cảm ơn các con. Bây giờ mời các con về phía dưới. Xin cô hướng dẫn thiếu nhi giúp đỡ. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào chương trình chính. Xin cảm ơn tất cả quý mà chị em. Xin mời tất cả chúng ta ngồi. Dạ, xin trân trọng chào mừng quý vị con cái Chúa và quý mục sư đã đến với chương trình lễ mừng Chúa Giáng sinh lần thứ 2020 tại Thánh Ngũ Tuần Rema An Sơn ạ. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta đã bước vào trong mùa Giáng sinh. Mùa Giáng sinh đó là mùa của sự yêu thương, bình an và hy vọng. Kính thưa quý vị, cách đây khoảng 2000 năm về trước, tại một làng quê hẻo lánh tên là Bethlehem xứ Giu-đê, có một hài nhi đã được sinh ra bởi nữ đồng trinh đặt nằm trong máng cỏ chuồng chiên tồi tàn. Con trẻ này không giống như bao con trẻ bình thường khác đã từng được sinh ra trên thế gian này. Vì tiên tri Esai đã từng tiên tri về con trẻ như thế này rằng: vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ lấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Esai đoạn 9 câu thứ 5. Con trẻ này được ban cho thế gian theo lời hứa cứu rỗi của Đức Chúa Trời được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu thứ 15 rằng: ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Con trẻ này được đặt tên là Giê-xu, có nghĩa là đấng giải cứu. Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi nhân loại ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Ngài đến để đem lại sự sáng, sự sống, sự hy vọng, bình an và vui mừng cho chúng ta. Do đó sự Giáng sinh của Chúa là một sự kiện đem lại sự vui mừng lớn cho muôn dân. Không có Chúa Giêsu Christ, chúng ta sẽ không có ngày Giáng sinh. Và Chúa Giêsu, Ngài chính là trọng tâm, là nhân vật chính ở trong ngày Giáng sinh. Thưa quý vị, buổi tối hôm nay Chúa mong muốn chúng ta đến với Ngài, thờ phượng Ngài và chiêm ngưỡng sự hiện diện của Chúa ở trong tinh thần của mùa Giáng sinh. Nguyện Chúa ban phước lành cho quý vị. Và chúng ta hãy bắt tay bên cạnh và nói rằng là Merry Christmas. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu buổi tối hôm nay, Ngài không phải là một hài nhi bình thường, nhưng mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời quyền năng đang hiện diện với bọn chúng ta. Hallelujah, buổi tối hôm nay Chúa đang ở đây với bọn chúng ta, đừng quên bà chị em. Tối hôm nay Chúa Ngài muốn chữa lành, Chúa Ngài muốn cứu rỗi quý vị, Chúa Ngài muốn biến đổi cuộc đời quý vị. Từ tối tăm một quả sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến với Đức Chúa Trời. Amen, hallelujah, cảm ơn Chúa. Ok, rồi cảm ơn Chúa, cảm ơn ban nhạc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng lòng một chút để chúng ta nghe một phân đoạn kinh thánh do mục sư Phạm Thị Liên sẽ đọc cho chúng ta, để chúng ta có thể hình dung về bầu không khí của sự kiện Chúa Giêsu ngày Giáng sinh trong thời gian này. Xin mời mục sư Phạm Thị Liên ạ. Chúng ta hãy cho cô Phạm Thị Liên một tràng pháo tay ạ. Dạ, xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Trước khi chúng ta nghe lời Chúa thì chúng ta quay sang với người bên cạnh, người bên trái, người bên phải, người đằng trước, người đằng sau. Hãy gửi một nụ cười thật là tươi chào nhau trong ngày mùa Giáng sinh này. Không cần nói, chỉ cần cười thôi à. Dạ, Giáng sinh vui vẻ. Amen, hallelujah, hallelujah. Xin chúng ta ổn định. Bây giờ thì tôi sẽ xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong Tin Lành Giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 18. Xin Hội Thánh cùng lắng nghe. Ngôi lời trở nên xác thịt. Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời,
muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng, người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật. Khi đến thế gian soi sáng mọi người, ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trỗi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Vả bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn, vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-xu Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Amen. Hallelujah. Chúng ta tôn ca lời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Hội Thánh. Dạ, xin cảm ơn cô Liên rất là nhiều. Thì giờ này chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với một tiết mục múa của các bạn thanh niên Hội Thánh Ngũ Tuần Rema An Sương, với bài múa Mừng Anh Vui Giáng Sinh. Dạ, xin cảm ơn các bạn.
Rất là dễ thương đúng không quý vị? Dạ, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với một bài hát có tựa đề là Trở Về, do cô Kim Vân sẽ gửi đến chúng ta trong thời này ạ. Dạ, xin mời cô Kim Vân. Mỗi lòng của chúng ta có một điều gì đó ở trong lòng thao thức và suy nghĩ rằng cuộc đời của mình ở trong Chúa thì sẽ như thế nào, ở trong Chúa chúng ta có những điều lo lắng như thế nào, và có ở trong Chúa chúng ta được bình an như thế nào. Và trên chặng đường của chúng ta, mỗi bước đường chúng ta không phải là lúc nào cũng suôn sẻ, phải không ạ? Nhưng có những lúc thật là suôn ơi là suôn, và chúng ta thấy như là mình đi lên những bậc thang của thành công, của sự vui mừng, của sự tấn tới. Nhưng có những lúc chúng ta cũng gặp phải những vấp váp ở trong cuộc đời này. Nhưng khi chúng ta tìm đến Chúa Giêsu là nguồn của sự sống, nguồn của tình yêu, thì chúng ta sẽ thấy được hạnh phúc và tình yêu trọn vẹn ở trong danh của Ngài. Tôi xin được ngợi khen Chúa bài hát Trở Về. Một mình con là trôi giữa dòng, đưa lên đến như nỗi thất vọng. Tìm kiếm những niềm vui, tìm kiếm những hạnh phúc giữa thế trời. Trở về nhà cha ngập tràn bao hối hận, trở về nhà cha con với mong chờ, trở về nhà cha tình ngài vẫn tha. Cha ơi con đã trở về, tìm về bên ruồi mát trong tình yêu cha làm con ấm lòng. Người sẽ sống đời con, niềm hạnh phúc đời con ở trong Ngài. Được Ngài ban cho tình yêu chẳng phải nguồn bình an con sống mỗi ngày. Mà dù đời nhiều trong gai, bao tô tin được vây quay, vây quay. Con tìm về bên đây đã vương ngàn,
một mình con là trôi giữa dòng, đưa lên đơn nhiều nỗi thất vọng, tìm kiếm những niềm vui, tìm kiếm những hạnh phúc giữa thế trần. Hiện tại con danh như gió thoáng qua, như cuộc vui ngày nào đã tàn, bạn bè khi xưa giờ đây đã không còn ai bên con, bên con. Và giờ con đã nhận ra đám cười, điều con có tìm như khói mây. Và giờ con đã nhận ra hạnh phúc đời thật mong manh, mau phai tàn. Trở về nhà cha xóa đi vết thương lòng, trở về nhà cha ngậm tràn bao hối hận, trở về nhà cha có cha vẫn mong chờ, trở về nhà cha từng ngày vẫn thiết tha. Cha ơi con đã trở về, tìm về bên dòng suối mát trong, tình yêu cha làm con ấm lòng, nguyện xin sống đời con niềm hạnh phúc đời con ở trong ngài. Được ngài ban cho tình yêu chẳng phải nguồn bình an con sống mỗi ngày, mà dù đời nhiều chông gai bao tổ tôn tơ vây quanh. Ban cho ai mơ tiền nơi đây Chúa trời, trở về nhà cha xóa đi vết thương lòng, trở về nhà cha ngậm tràn bao hối hận, trở về nhà cha có cha vẫn mong chờ, trở về nhà cha tình ngài vẫn thiết tha. Cha ơi con đã trở về. Vâng thưa quý vị, ao ước rằng sẽ có những linh hồn sẽ quay trở lại về bên cha yêu thương trong buổi tối hôm nay. Amen. Như bài hát trở về vừa rồi. Thưa quý ông bà chị em, Chúa Giêsu ngài phán ở trong sách Giăng đoạn thứ 8 câu thứ 12 rằng: Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Những ai tin Chúa và theo ngài, người ấy sẽ được ở trong sự sống và sự sáng của Chúa. Cảm ơn Chúa, một trong những đặc điểm của Cơ Đốc giáo đó là quyền năng của sự biến đổi và chữa lành. Tôi xin được phép làm chứng một chút xíu thôi. Đó là trước khi tôi có mặt ở đây buổi tối hôm nay, tôi đã chia sẻ lời Chúa ở trong buổi truyền giảng Giáng sinh ở tại Tây Ninh. Chiều hôm nay, thật phước hạnh thay khi có 7 người đã bước lên để mà tiếp nhận Chúa Jesus Christ ở trong buổi truyền giảng buổi chiều hôm nay. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Trong số 7 người đó, có một người bị tai biến và người nữ này cần được chữa lành của Chúa. Người nữ này muốn Chúa ngài chữa lành cho miệng của cô để cô có thể nói được. Và chúng tôi cậy ơn Chúa, hội thánh cùng hiệp lại để cầu nguyện cho cô. Cảm ơn Chúa, phép lạ của Chúa xảy ra. Khi tôi hỏi rằng cô đã được lành chưa, tôi đưa micro cho cô vào miệng của cô và cô nói rằng dạ khỏe rồi. Cảm ơn Chúa. Còn trước đó thì cô không thể nói được một từ. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta nhờ cậy danh Chúa Jesus Christ thì phép lạ luôn luôn xảy ra, thưa quý ông bà chị em. Phép lạ vừa rồi chỉ là phép lạ chữa lành thân thể mà thôi. Đó chỉ là một trong những phép lạ nhỏ mà Chúa có thể làm được trên đời sống quý vị. Phép lạ lớn nhất mà Chúa có thể làm được trên một cuộc đời của con người, đó chính là tấm lòng của họ được thay đổi. Chúa ngài luôn luôn dành cho chúng ta ánh sáng nơi cuối con đường, ánh sáng của sự hy vọng cho cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta đối diện với những sự nghiện ngập, đối diện với là những sự bế tắc ở trong cuộc sống của chúng ta, không lối thoát, thì danh của Chúa Jesus Christ sẽ là lối thoát cho đời sống của tất cả chúng ta. Giờ đây xin kính mời quý vị, chúng ta sẽ đến với một lời làm chứng được biến đổi của em Nguyễn Văn Ngoan. Dạ xin mời em Nguyễn Văn Ngoan bước lên đây ạ. Dạ em là một học viên ở trong trung tâm huấn luyện và giải cứu của Hội Thánh Ngũ Tuần Rema tại khu vực Hóc Môn. Bây giờ chúng ta sẽ dành ít phút để chúng ta lắng nghe tâm tình của em. Dạ xin mời em. Lời đầu tiên tôi xin chào hết thảy toàn thể con cái Chúa có mặt trong phòng buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay tôi có một lời làm chứng về
những gì mà Chúa đã làm cho đời sống của tôi, cũng như là biến đổi tôi một cách tuyệt vời như thế nào. Thì trước đây tôi là một người ăn chơi, nói chung là cờ bạc, rượu chè, tài xỉu, cá độ, cái gì tôi cũng có. Nhưng mà tôi từ từ, cái cuộc những cuộc vui đó từ từ nó dẫn tôi đến những cái điều mà tồi tệ hơn, đó là ma túy. Tôi chơi rất nhiều loại ma túy, nhưng mà có một ma túy đá là thứ loại ma túy mà nó cầm buộc tôi trong suốt 7 năm mà tôi không lối thoát. Thì 7 năm đó thì tôi có bao nhiêu tiền của điện thoại, xe tôi cầm và tôi bán để mà tôi sử dụng. Thì cuộc sống tôi lúc đó thì giống như là bất cần, tôi không có còn trong cuộc sống tôi là không có còn cái điều gì mà làm cho tôi có thể thay đổi được. Thì cũng cảm ơn Chúa, thì một ngày đó chắc là Chúa Thánh Linh ngài cảm động tôi, cho tôi có một suy nghĩ là tôi soi vô gương thì tôi không còn nhận ra chính bản thân của mình. Thì tôi thấy bản thân của mình là đi quá xa. Nếu mà tôi bước đi theo con đường đó thì kết cục của tôi là nhẹ thì tù tội, còn nặng thì chết. Nên tôi quyết định là tôi thay đổi. Thì tôi không biết làm sao để mà có thể bỏ được, dứt được cái khỏi cái ma túy đó. Cũng cảm ơn Chúa là tôi có nói thật với mẹ tôi, thì mẹ tôi cũng có nhờ những người bạn của mẹ và liên lạc với Hội Thánh Ngũ Tuần Ngày Ma, và liên lạc với chỗ của tôi đang ở là trung tâm giải cứu huấn luyện của mục sư Chu Văn Lâm. Thì tôi đến đó thì 3 ngày đầu thì 3-4 ngày đầu là tôi ngủ suốt luôn. Thì sau 3-4 ngày thì cuộc sống của tôi giống như là Chúa thay đổi một cách hoàn toàn. Tôi thấy là con người của tôi là trở nên là mới hoàn toàn. Thì từ đó trở đi là tôi chỉ thức dậy là cầm cuốn Kinh Thánh mà và tôi đọc, và tôi tìm kiếm lời Chúa, tôi tìm kiếm những lời dạy dỗ của Chúa trong đó. Thì từ từ thì tôi nghiện, hết nghiện ma túy, nhưng mà tôi đã nghiện, đó là nghiện Kinh Thánh, nghiện lời của Chúa. Thì cũng cảm ơn Chúa, thì cứ thế thì ngày càng ngày Chúa càng tôi luyện tôi, Chúa kêu gọi tôi một cách hết sức đặc biệt. Thì trong vòng 3 tháng thì tôi đã bước vào làm dân sự chính thức của Hội Thánh Ngũ Tuần Ngày Ma. Thì tôi cũng cảm ơn Chúa điều đó. Thì tôi có một lời làm chứng ngắn gọn để đem vinh hiển gì cho Chúa. Và sau đây thì tôi cũng có một bài hát muốn gửi tới Hội Thánh trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, trước đây không có học đàn là 1 tháng à. Đúng 1 tháng là con có thể đàn thờ phượng Chúa. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn. Con đâu biết con nào đâu hay, con đã
sống như kẻ vô thần, đến bây giờ nhận ra trái tim còn quá bơ vơ. Lại cha thương gió đến nửa con ngày, và xin hãy đưa con trở về cả cuộc đời. Tình yêu xin dâng về Chúa, và con xin phó thác hết linh hồn và tâm trí nơi Thiên Chúa người, Chúa Giêsu chịu chết để cứu nhân loại. Lại cha thương xót đến đứa con này, và xin hãy đưa con trở về cả cuộc đời. Tình yêu xin dâng về Chúa, và con xin phó thác hết linh hồn và tâm trí nơi Thiên Chúa người, Chúa Giêsu chịu chết để cứu nhân loại. Lại cha thương xót đến đứa con này, và xin hãy đưa con trở về cả cuộc đời. Tình yêu xin dâng về Chúa, và con xin phó thác hết linh hồn và tâm trí nơi Thiên Chúa người, Chúa Giêsu chịu chết để cứu nhân loại. Chúa Giêsu chịu chết để cứu nhân Dạ, con xin hát ạ. Dạ, xin cảm ơn em Nguyễn Văn Ngoan. Một đêm đông, Giêsu hạ sinh. Người sinh ra trong nơi cô quán thô sơ nghèo nàn. Màn sương khuya, buốt lạnh, cô liêu. Người hạ sinh vui mang kiếp sống đau thương triền miên. Người không mang cao sang, mang nhung gấm xuống nơi dương trần. Người không mang thương đau, mang gươm giáo đến cho nhân loại. Người đem theo thương yêu cho thế giới đang chết trong hư vong. Người đã đến với thế gian lầm than. Bây giờ xin chúng ta sẽ thưởng thức một bài đơn ca với tựa đề Người đã đến, do nhạc sĩ Nguyễn Tiến thực hiện. Giờ xin mời một... Người sinh ra trong nơi cô quán thô sơ nghèo nàn. Màn sương khuya, buốt lạnh cô liêu. Người hạ sinh vui man kiếp sống đau thương triền miên. Người không mang cao sang, mang nhung gấm xuống nơi dương trần. Người không mang đau thương, mang gươm giáo đến cho nhân loại. Người đem theo thương cho nhân thế đang chết trong hư vọng tuyệt vọng. Người đã đến với thế gian lầm than. Rồi thu đông em đêm trôi qua, người hy sinh vui man cái sống đau thương nghèo nàn. Người đem cho nhân loại tình yêu, người vui man cho bao nhân thế một niềm tình yêu. Người đem bao yêu thương, bao nhân ái đến cho muôn người lạc loài. Người đem bao sinh linh đang hư mất đến nơi hy vọng. Người đem theo thương cho nhân thế trôi muôn khung ca tuyệt vời. Người đã đến với thế gian lầm than.
xưa tai tôi không nghe, đôi mặt chân thay lối, người phán khiến tôi được lại. Ngày xưa tôi luôn cô đơn, cuộc sống thiếu ý nghĩa, người đến cho tôi niềm tin. Người vui sống với thế giới đang say trong thương đau, người đến với bao khuyên mời. Nào đớn đau, nào dối gian, xin vội ta. Rồi thời gian em đêm trôi qua, người hy sinh ra đi để trên đau thương nhục nhằn, người đem cho nhân loại tình yêu mà nhân gian nói sao mang đến cho người niềm đau. Vì yêu mang bao đớn đau, người treo thân trên thâm hình. Vì yêu từng dòng huyết đổ ra cho muôn người, người trên cho nhân thế này. Tình yêu ôi sao lớn lao, tình yêu này ôi sao vời cao. Vì ai người gánh lấy đớn đau khổ hình, vì quá yêu người đã đến nhân gian, vì quá yêu người đã đến nhân gian, vì quá yêu người đã đến nhân gian. Dạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ được thưởng thức một tiết mục kịch của các bạn thanh niên ở Thánh Ngũ Tuần Rema An Sương. Dạ, xin mời các bạn ạ. Dạ, tôi xin mạn phép mời quý vị chúng ta ở phía trước, chúng ta thụt lui một chút xíu thôi quý vị, để chúng ta có không gian cho các bạn. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ, được rồi ạ. Dạ, như đó thôi được rồi. Dạ, cảm ơn. Hallelujah!
Gabriel, Gabriel. Con đây thưa Chúa, Ngài sai việc gì? Hãy đi tìm gặp Mary, cho cô ấy biết việc ta sẽ làm. Mary ở giữa muôn người, làm sao con biết ai là người Chúa kêu? Mary, người nữ bình thường, thương anh Joseph không cùng quê hương, xuất thân dòng dõi đế vương, đang là thợ mộc mưu sinh hàng ngày. Mary cần biết điều này, nàng là trinh nữ nhưng rồi chịu thai, sanh ra được một bé trai, tên con trẻ ấy đặt là Giê-xu. Lời Ngài ứng nghiệm thiên thu, con đây nhận lệnh và lên đường liền. Hỡi cô người nữ được ơn, cầu xin Thiên Chúa ở cùng cô luôn. Tôi đây chưa hiểu sự gì, lời chào như thế, nghĩa là làm sao? Tôi là thiên sứ Gabriel, vâng lời Chúa phán điều này cho cô. Hỡi cô người hưởng hồng ân, dù là trinh nữ nhưng rồi chịu thai, sanh ra được một bé trai, tên con trẻ ấy đặt là Giê-xu. Tôi đây ăn ở trọn lành, chưa từng chung sống với nam nhân nào, thì làm sao có được sự đó? Xin cô hãy cứ yên lòng, Thánh Linh giáng xuống dậy đầy trên cô, quyền năng che phủ lấy cô, để cho con thánh sanh ra trên đời sẽ là con Đức Chúa Trời, không việc chi khó với Ngài cô ơi. Tôi đây là tôi tớ Chúa, nguyện xin điều ấy được hành nơi tôi. Giờ đây phải nói làm sao với anh Joseph, người mình hứa hôn. Mary đến tìm gặp Joseph. Mary bèn truyền lại tất cả mọi điều mà thiên sứ đã phán truyền. Nàng kể cho Joseph nghe. Nghe xong, lòng Joseph đầy lo lắng và bất an. Em ơi, đôi ta hôn lễ sắp thành, vì sao chuyện đó xảy ra lúc này? Thực lòng, anh thấy chẳng hay, anh cũng không biết phải nên thế nào. Hay là ta tạm chia tay để cho thấy rõ nỗi lòng ưu tư. Em cũng không biết làm sao, thôi thì cứ thế,
nghe theo ý chàng. Để không nguy hại cho nàng, hay là ta cứ âm thầm từ hôn? Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ. Con người chịu thai đó bởi Thánh Linh. Ngươi sẽ sanh một trai, con tên con trai ấy đặt là Giêsu. Con ấy sẽ cứu dân mình để cho ứng nghiệm lời Ngài truyền rao. Có một chính nữ thọ thai, sanh ra con trẻ sẽ là con trai, và người ta sẽ gọi con trai ấy là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Joseph tỉnh dậy thì làm y như lời thiên sứ đã phán truyền, bèn cưới Mary vợ. Sau đó Mary chịu thai, lời sứ báo đã được ứng nghiệm. Em ơi, ta phải lên đường, trở về quê quán, khai tên của mình. Đi xa anh chẳng ngang lòng, em đây thai nghén thế này cực em. Em không sao, mình đi thôi. Chúa ơi, con tin Ngài có chương trình giữ gìn con trẻ và ở cùng chúng con. Thank you.
Anh ơi, tôi muốn tìm lòng. Mong anh thương xót, động lòng giúp tôi. Vợ tôi sinh đẻ tới nơi, rất cần một chỗ để mà sanh con. Hiện nay đã hết chỗ rồi, chỉ còn chỗ trống ở ngoài chuồng chiên. Nếu anh không cảm thấy phiền thì ở đó tạm cho qua vài ngày. Vậy là Mary và Joseph thì sinh nở. Bỏ đây nha. Thiên bình thiên sứ hãy nghe lời, đến Bethlehem báo con trời giáng sinh. Ngoài đồng canh giữ chiên mình, người chăn đang thức cần nghe tin lành. Chúa là Đức Chúa Trời, là đấng chăn giữ cuộc đời của tôi, đem tôi đến mọi phước lành, cho tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh, đến bên mé nước trong lành, vào trong các lối công bình Ngài ban. Dầu cho đời sống gian nan, trong chủng bóng chết Ngài luôn ở cùng, tôi đây chẳng sợ khốn cùng, cây trượng cây gậy của Chúa ở cùng mỗi an. Đại tôi Ngài đã dọn bàn ở ngay trước mặt kẻ hù nghịch tôi. Chén tôi dầu mới đầy tràn, phước hạnh thương xót theo tôi mỗi ngày. Đặt lòng tin cậy nơi Ngài, không còn lo lắng âu sầu bất an. Các anh đừng sợ, nay tôi đến để báo tin mừng của ơn, là niềm vui của muôn dân. Hôm nay của Chúa con trời giáng sinh, đây là dấu hiệu chứng minh có một con trẻ sinh ra nằm trong máng cỏ bọc khăn quanh mình. Thôi, ta mau về Bethlehem để xem lời Chúa xảy ra thế nào. Chăn chim bèn đi, vừa thấy Mary, Joseph và con trẻ đang nằm trong máng cỏ,
Họ liền thực lại mọi điều mà thiên sứ nói và quỳ xuống bên máng cỏ mà ra mắt Ngài. Quỳ bên máng cỏ nghèo hèn, chúng con ca ngợi tôn vinh Chúa Trời. Những người chăn chiên đi về làm sáng danh và ngợi khen Chúa y như lời đã bảo trước cùng mình. Ở đông phương đến thành Jerusalem. Chào các vị khách phương xa, hôm nay tìm đến nơi đây việc gì? Thưa, chúng tôi đến muốn hỏi thăm vua dân Do Thái ra đời nơi đâu. Lão, ta này cái gì đã lâu chưa hề nghe thấy tân vương ra đời. Thưa, chúng tôi thấy có dấu lạ trên trời, có ngôi sao lạ chiếu vào Juda, nên đành lặn lội đường xa đến mà diện kiến vua Juda ra đời. Đi theo ánh sáng trên trời với niềm mong ước đến đây giải bày, mong sao biết được điều này, vua dân Do Thái ra đời nơi đâu. Mau mau tìm các học giả bốn phương cùng thầy tế thể tới đây trả lời. Phẩm, nếu vua Do Thái ra đời, hãy cho ta biết đó là nơi đâu. Bẩm, có nơi tiên tri được chép như này. Bethlehem, xứ Juda, ngươi chẳng kém thành của ta từ nơi ngươi sẽ sinh ra, một người lãnh đạo chăm lo dân mình. Theo lời Kinh Thánh chứng minh, Bethlehem là nơi vua ra đời. Các ngươi hãy đi đến tận nơi tìm được con trẻ rồi về báo cho ta. Sau khi nghe vua Herod truyền lệnh thì các thầy bác sĩ liền đi. Kìa, có ngôi sao mà họ thấy bên đông phương đi trước mặt họ. Họ bèn đi theo ngôi sao đó, đến chỗ con trẻ ở thì mới dừng lại. Vừa thấy Mary, Joseph và con trẻ, họ bèn sắp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi dâng cho Ngài lễ vật. Kính dâng lễ vật là vàng, Ngài là ánh sáng đời đời vinh quang. Tôn thờ quỳ trước thánh nhang, uy quyền cao quý rạng ngời nhân gian. Đây là của lễ nhũ hương, tỏ mùi thơm ngát ngọt ngào yêu thương. Ngài là cứu Chúa tình thương, luôn luôn tỉnh thức dâng lời cầu thai. Còn đây một dược đắng cay, báo kỳ khổ nạn trước ngày phục sinh, chữa lành thể xác tâm linh, cho ai tiếp nhận tái sinh cuộc đời. Thank you.
Ngài đã xuống thế gian, vào nơi mát xỏ đơn sơ nghèo hèn, cứu người tội lỗi lầm than, vào nơi ánh sáng cơn sơn nở đời. Máu tin Ngài các bạn ơi, để được sự sống đời đời Chúa ban. Hallelujah. Dạ, xin cảm ơn các bạn thanh niên rất là nhiều. Một vở kịch rất là thú vị và rất là hấp dẫn, đúng không quý vị? Dạ, phải nói rằng là cái người đạo diễn của vở kịch này có một cái tầm IQ vượt tầm vũ trụ quý vị. Lần đầu tiên một thiên sứ hóa thân thành một vị vua Herod. Rồi chúng ta thấy cảnh Joseph phải cưa đôi cuộc tình của mình như thế nào khi mà nghe tin là Mary hoài thai như vậy. À, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần ngợi khen thờ phượng chung với cả hội chúng. Xin mời quý vị cùng nhau đứng lên và chúng ta sẽ cùng bước vào trong sự ngợi khen thờ phượng Chúa buổi tối hôm nay. Xin mời quý vị, xin mời ban nhạc. Vỗ tay, một chàng vỗ tay thật lớn ngợi khen Chúa. Hallelujah. Phước cho Ngài Chúa của chúng ta đã ra đời vì mỗi sống của chúng ta. Ngài đã đến vì chúng ta, Ngài đến ở trong lòng của chúng ta, ban cho chúng ta sự bình an, phước hạnh. Giờ đây chúng ta đến trong sự ngợi khen và thờ phượng Ngài với sự hết lòng, nhiệt quyết để tung hô danh của Chúa. Hallelujah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong trái tim ngài đã thấy từ ai chúng ta có kiếm ai cần được xưng là đấng lạ lùng, là đấng vô lượng, là đấng Chúa Trời toàn năng của chúng ta. Hallelujah. Em bôi đậm lên. Đây là một con trai cho từ nơi Chúa Cha, ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng. Này là một con trai ban tặng cho chúng ta, ngài sẽ được xưng là đấng cứu người, là vua Emmanuel. Lòng tôi nhớ ngài vương về, là vua có thể nhân ai, lòng nên chân chân muôn đời. Chính Chúa tôi thế đã đến trong dân trời, là đấng Chúa hứa ban cho con người. Danh danh của Chúa là Đức Chúa Trời người non, là Cha đời đời Chúa bình an. Chính Chúa vẫn thế mỗi quá yêu con người, ngày đêm đánh hết bao nhiêu ô tôi. Danh danh của Chúa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta từ nay cho đến đời đời. Và vào một đêm đông trời thơ như đêm đêm, Giê-xu hạ sinh thần đúng như lời. Nghĩa là ngàn đêm mê gieo vương phán khắp thật thương thành thầy cho cả nhân loại để xuống cái chỉ vui tươi bình an với tâm buồn đời. Giê-xu Emmanuel là vua trong người muôn đời. Xin Chúa tôn thế đã đi trong sân trời, đã đến Chúa hứa ban cho con người. Xem xuân của Chúa là Đức Chúa Trời cuối năm, là Cha đời đời Chúa bình an. Chính Chúa tôn thế mãi và yêu con người, ngày đêm đánh hết bao nhiêu ô tôi. Danh danh của Chúa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta từ nay cho đến đời đời. Chính Chúa tôn thế đã qua yêu con người, ngày đêm đánh hết bao nhiêu ô tôi. Danh danh của Chúa là Đức Chúa Trời cuối năm, là Cha đời đời Chúa bình an. Chính Chúa tôn thế đã đứng trên thiên trời, là đấng Chúa hứa ban cho con người. Chính Chúa của ta mãi ở đàng đàng, ngài cho đến đời đời. Từ nay cho đến đời đời, từ nay cho đến muôn đời, từ nay cho đến. Vì tình yêu lạ lùng của Ngài, tình yêu bởi ơn điển của Ngài ban trên mỗi đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Chúa trên từng trời, hồng ơn ban.
muôn muôn người người tham gia. Vì cũng trong gió đêm quay đầu, người chàng đã mơ màng miền mây chia say đắm. Ô kia trong ánh quang soi lò giọt máu buồn đi thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị, xin mời chúng ta cùng nhau an tọa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần trọng tâm của buổi tối hôm nay, đó là chúng ta sẽ được lắng nghe sứ điệp Giáng sinh từ tờ tới của Chúa là mục sư Nguyễn Thanh Tùng. Và tôi xin trân trọng kính mời mục sư Nguyễn Thanh Tùng bước lên đây để chia sẻ lời của Chúa cho mọi người buổi tối hôm nay ạ. Xin chúng ta hãy chào đón tờ tới Chúa bằng một tràng pháo tay ạ. Dạ. Dạ. Hello. Lâu quá mới gặp lại. Dạ. Xin thay mặt cho Hội Thánh Sion và gia đình gửi lời chào thăm và chúc mừng đến quý ông bà, chị em, con cái của Chúa ở khắp mọi nơi. Nhưng đây thì tôi cũng xin cầu chúc cho quý ông bà chị em một mùa Giáng sinh ở trong phước hạnh, ở trong sự vui mừng, ở trong sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời hàng sống. Và chúng ta cũng sắp kết thúc của năm 2020 đầy biến động. Và chúng ta sẽ chuẩn bị để chào đón năm 2021. Thì cũng cầu chúc cho toàn thể quý ông bà chị em cùng với lại gia đình của mỗi con dân của Chúa được ở trong ơn phước của Đức Chúa Trời. Dạ. Có thể là có nhiều người cũng biết tôi nhưng cũng có người cũng không có biết tôi. Dạ. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Thanh Tùng. Dạ. Tôi đang hầu việc Chúa ở khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh. Dạ. Dạ. Xin hỏi buổi tối hôm nay có ai là người lần đầu tiên chưa biết về Chúa Giêsu có mặt ở tại nơi đây, xin đưa tay lên giúp giùm tôi. Dạ. Rồi, cũng thay mặt cho Hội Thánh xin gửi lời chào thăm đến anh chị em, những người lần đầu tiên có mặt tại nơi đây để cùng hòa lòng với lại chúng ta để thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Quý vị thấy cái sự thờ phượng Đức Chúa Trời đối với lại người ở trong Chúa nó nghe nó sao đâu, đúng không quý vị? Nhưng mà nếu ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên làm con của Đức Chúa Trời. Dạ. Khi chúng ta trở nên là con của Đức Chúa Trời thì con đến với Cha, chúng ta bày tỏ tấm lòng vui mừng, tấm lòng yêu thương, tấm lòng đầy dẫy cái sự khoái lạc khi chúng ta được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng nơi nào có 2-3 người nhân danh Chúa Giêsu nhóm lại, Ngài ở giữa, có nghĩa là Ngài trọng tâm cho sự nhóm lại của chúng ta. Và bởi đức tin chúng ta tin rằng Chúa là đấng đang hiện diện tại nơi đây. Amen. Dạ, một lần nữa xin chúng ta cùng vỗ tay lớn tiếng chào mừng sự hiện diện của Chúa tại nơi đây với mỗi người trong chúng ta. Cảm ơn Chúa vì
Tôi rất là được phước được ông mục sư tổng quan nhiệm có lời mời đến đây để cùng học lời của Chúa với lại quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta học lời Chúa trong cái mùa Giáng sinh này, chủ đề của chúng ta là sự sáng thật. Và câu kinh thánh mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa xem ở trong Tin Lành Giăng đoạn 1 câu số 9 sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian để soi sáng mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đọc câu kinh thánh này, nhưng mà không nói mọi người, nhưng mà sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng cho anh, cho chị, cho cô, cho người kế bên của chúng ta. Amen. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu. 2, 3. Sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng cho anh, cho chị, cho cô, cho tất cả mọi người trong chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì Kinh Thánh nói rằng sự sáng này là sự sáng thật, thì chắc chắn rằng có sự sáng giả, cho nên Kinh Thánh mới giới thiệu cho chúng ta có sự sáng thật. Đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị có tin chắc rằng sự sáng thật không? Và sự sáng thật này như thế nào? Quý vị amen rồi, giờ quý vị làm thế vậy? Khi mà Chúa xác nhận cho chúng ta có sự sáng thật thì có sự sáng giả, đúng không quý vị? Và khi chúng ta là những người sống giữa trần gian này, nếu chúng ta không có cái sự sáng thật thì làm sao biết được sự sáng giả? Cho nên những người mà còn ngồi ở tại nơi đây đã tiếp nhận sự sáng thật, đúng không quý vị? Và khi tôi và quý mạnh chị em là những người bắt đầu tiếp nhận sự sáng thật rồi thì mình mới thấy cái đồ giả. Và khi mà mình đã nhận được cái đồ thật rồi thì mình thấy cái đồ giả nó là vứt đi, đúng không ạ? Như vậy thì sự sáng thật là như thế nào? Có chắc rằng sự sáng thật không? Đây cũng là điều mà tôi và quý ông bà anh chị em cần phải xem xét coi Chúa nói sự sáng thật thì sự sáng thật là như thế nào. Sự sáng thật đó là một cái sự sáng có sự bắt đầu và có sự kết thúc. Không ai amen hết. Quý vị có tin rằng sự sáng thật đó có sự bắt đầu không? Bây giờ chúng ta cùng nhau mở ra trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1. Câu 3 và câu 4. Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thật thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tội. Chúng ta cùng đọc chung với nhau hai câu kinh thánh này, bắt đầu. Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tội. Như vậy thì quý vị sẽ thấy ngay từ lúc khởi đầu, chưa có bất cứ cái điều gì được tạo dựng nên thì Đức Chúa Trời tạo dựng nên sự sáng. Đó là sự sáng của sự bắt đầu đó quý vị. Amen. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài thấy cái sự sáng như thế nào ? Tốt lành, đúng không quý vị? Cho nên từ khi Đức Chúa Trời Ngài thấy sự sáng là tốt lành thì Ngài phân sự sáng ra cùng tội. Amen. Cho nên nếu Đức Chúa Trời biết được rằng cái sự sáng là tốt thì Ngài muốn cái sự tối nó phải ra khỏi cuộc đời của chúng ta, thì cái sự sáng nó mới trở thành là sự sáng thật ở trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Còn cái những người mà sự sáng không sáng mà tối không tối đó quý vị, lúc thì sáng lúc thì tối á, thì nó u ám cho cuộc đời, thì đó là trách nhiệm của quý vị. Có nhiều người đi theo Chúa vẫn u ám như thường, đúng không ? Tại sao? Vì họ không có phân sáng ra cùng tội, đúng không quý vị? Cho nên trong Tin Lành Giăng, xin lỗi, trong Giăng nhất đoạn 1 câu 5 chép như thế này: này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe từ nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Nếu tôi và quý ông bà chị em đã tiếp nhận sự sáng rồi,
thì nói rằng ở Ngài không có sự tối tăm. Amen. Ở trong Đức Chúa Trời không có sự tối tăm. Amen. Và ngay hôm nay tôi và quý ông bà chị em phải xác quyết rằng tôi ở trong Đức Chúa Trời thì không có sự tối tăm ở trên cuộc đời của tôi. Dạ, hãy quay qua người bên trái, người bên phải, nói rằng nếu ở trong Đức Chúa Trời thì không có sự tối tăm. Amen. Dạ. Quý vị thấy cái điều đặc biệt không ạ? Sự sáng thật thì nó phải soi trong tối tăm, mà tối tăm thì không hề nhận lấy sự sáng. Tôi nói vậy như vậy là quý vị biết sao không? Tôi được dạy từ cái câu này nè. Tôi được Chúa dạy mà tôi phải cảm ơn Chúa. Tại sao? Bởi vì nếu chúng ta còn chứa chấp cái sự tối tăm trong cuộc đời của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận được sự sáng thật đâu quý vị. Dạ. Cho nên mỗi cuộc đời của chúng ta hãy xem xét lại cuộc đời của mình. Và tôi cũng đang xem lại cái micro này. Sao mà nó... Dạ. Cho nên tôi và quý bà chị em, khi chúng ta tiếp nhận sự sáng thật, sự sáng thật là sự sáng của cái sự khởi đầu và sự sáng của sự kết thúc. Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài thì không có sự tối tăm đâu. Cho nên bây giờ Chúa nói rằng sự sáng là tốt lành, thì Ngài phân sự sáng ra cùng tối, thì con cái của Chúa phải bước đi trong sự sáng. Và nếu tôi và quý ông bà chị em còn chứa chấp cái sự tối tăm trong cuộc đời, thì tôi và quý ông bà chị em sẽ không bao giờ tiếp nhận được sự sáng thật. Và mong rằng buổi tối hôm nay tôi và quý ông bà chị em sẽ trở nên là người tiếp nhận sự sáng thật trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Và khi sự sáng thật đến á, quý vị biết điều gì không ạ? Khi sự sáng thật đến trên cuộc đời của chúng ta thì chúng ta mới biết được con người thật của chính mình. Đúng không quý vị? Nếu quý vị là người không có sự sáng thật thì quý vị sẽ bắt đầu nghi ngờ. Quý vị sẽ biết được rằng mình bị lừa dối, bị sự dối trá bởi thế gian này. Khi chúng ta là những người biết sự sáng thật và có sự sáng thật rồi đó, thì mình mới biết con người thật của mình. Quý vị ơi, quý vị biết con người thật của mình chưa? Dạ, đây cái là điều quan trọng nè. Khi thế gian này họ không biết con người từ đâu ra, họ bắt đầu đưa ra một cái thuyết được gọi là thuyết tiến hóa đó quý vị. Đúng không ạ? Và khi cái thuyết tiến hóa này nó đã được đem vào trường học, nó dạy, nó nói mình con người là do con khỉ tiến hóa lên. Lâu lâu thấy có cái người mà râu nhiều, hay là tự nhiên có cái đám mà lông hay là gì đó, nói này sao mà tiến hóa chậm quá, hoặc là tiến hóa chưa có hoàn tất. Vậy thì gặp tổ phụ ở đâu? Vô sở thú là gặp tổ phụ ngay thôi. Dạ. Cho nên là chúng ta bị lừa nhiều rồi, đúng không? Dạ. Bây giờ khi chúng ta biết Đức Chúa Trời là sự sáng thật, thì chúng ta biết con người thật của chính mình. Đó là do Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên chúng ta. Amen. Ai nói gì nói, chuyện đó chuyện của họ. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời Ngài lấy bụi đất nắng hình người, hà sanh khí trở thành một loài sanh linh, và chúng ta được ra từ Đức Chúa Trời. Amen. Như vậy thì quý vị còn có bị lừa dối nữa không ạ? Dạ, chúng ta biết con người thật của mình. Dạ. Chúng ta biết rằng chính chúng ta do Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên, gồm có linh, hồn và xác. Đúng không quý vị? Dạ, cho nên tôi và quý bà chị em, linh để thờ phượng Đức Chúa Trời, hồn để chúng ta bày tỏ cảm xúc giữa chúng ta và con người, và con người với con người, và thân xác này đó là phương tiện. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại là mỗi thân xác của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Amen. Dạ, đó là điều mà tôi và quý bà chị em thấy được rằng mình con người thật có giá trị. Dạ. Nếu mình biết được rằng con người thật của mình thì mình mới thấy có cái sự giá trị. Quý vị thấy có những người họ không biết được rằng con người thật của mình là như thế nào. Họ xem như con người này nó không có giá trị. Và chính cái điều đó họ sẽ làm những cái điều họ muốn, chứ không phải làm theo Đức Chúa Trời muốn. Và cái giá trị mỗi ngày càng thấy tệ, cho đến khi cái em hồi nãy em gì đó soi vào gương thì thấy càng ngày thấy càng tệ rồi. Đúng không ạ?
Nhưng mà quý vị sẽ thấy, từ khi từ bỏ những cái sự tối tăm gian ác ở trong cuộc đời của chính mình và đến với Đức Chúa Trời, mới nhận biết rằng con người thật của chính mình là sao. Học đàn một tháng để hát ca ngợi Đức Chúa Trời. Quý vị thấy ngày xưa chửi thề, bây giờ dùng môi miệng để ca ngợi Đức Chúa Trời. Đó là điều tuyệt vời. Amen. Hallelujah. Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài sẽ giúp đỡ cho tôi và quý bà chị em nhìn thấy cái sự sáng thật trên cuộc đời của chúng ta và biết được con người thật của chính mình. Amen. Như vậy thì con người thật cần cái gì? Nhiều khi con người thật không biết mình cần cái gì, cho nên là đôi khi tôi và quý ông bà chị em không biết được mình cần cái gì. Đúng không ạ? Cho nên hôm nay tôi và quý ông bà chị em biết được rằng Đức Chúa Trời là sự sáng thật. Và ngay từ ban đầu, Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên sự sáng. Cho nên tôi và quý ông bà chị em khởi đầu cho cuộc đời ở trong Chúa, chúng ta phải tiếp nhận sự sáng. Amen. Và chúng ta biết rằng khi có sự sáng thì phải phân ra cùng tôi. Amen. Đó là điều mà tôi và quý ông bà chị em biết được rằng sự sáng thật sẽ soi rọi và để cho chúng ta biết được con người thật. Và khi con người thật, chúng ta cần điều gì thì đây là điều quan trọng nè. Amen. Yeah. Bây giờ tôi và quý ông bà chị em cùng xem ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 6 để xem con người thật của chúng ta cần cái điều gì. Amen. Yeah. Chúng ta cùng nhau đọc sau kinh cầu kinh thánh Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 6. Bắt đầu. Đức Chúa Giêsu phán rằng ta là đường đi. Lâu quá. Dạ. Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chúng ta đọc chung với nhau mà cho nó đồng bộ nha quý vị. Bắt đầu 2, 3. Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Amen. Như vậy thì sự sáng thật soi cho con người thật của chúng ta, để chúng ta biết rằng mình ra từ Đức Chúa Trời, mình được Đức Chúa Trời tạo dựng nên, và chúng ta phải đi về cùng cha chứ. Amen. Đúng không ạ? Đó là nhu cầu của con người thật của chúng ta. Nếu quý vị là người không biết sự sáng thật thì quý vị bị lừa dối, Satan nó lừa dối, phạm tội cho đến một ngày chúng ta không đi về cùng cha được, mà chúng ta đi đâu ạ? Đi xuống địa ngục. Đúng không ạ? Cho nên Chúa muốn tôi và quý ông bà chị em phải nhận biết Chúa là sự sáng thật và biết con người thật của chúng ta cần điều gì. Chúng ta có cần để về nhà cha không? Ai cần đi về nhà Đức Chúa Trời? Xin giơ tay lên. Tôi không dám nói về nhà Đức Chúa Trời ngay giờ. Cho nên chúng ta biết được rằng khi chúng ta đi về nhà cha thì phải có đường đi chứ. Đúng không? Khi người ta làm một con đường, quý vị biết làm gì không ạ? Để đi đến một cái điểm đến nào đó. Khi tôi đi về đây từ nhà tôi biết rằng tôi sẽ đi về nhà tôi, thì tôi phải đi con đường nào chứ? Đúng không ạ? Như vậy thì tôi và quý ông bà chị em ra từ Đức Chúa Trời, sống trên đất này, thờ phượng Đức Chúa Trời, làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời trên đất này, cho đến một ngày chúng ta phải về nhà cha của chúng ta. Amen. Nhưng mà lỡ lạc đường thì sao? Đó là vấn đề đó. Có không quý vị? Khi tôi và quý ông bà chị em biết mình là tiếp nhận sự sáng thật, biết được con người thật của chính mình, thì trên con đường đó không có sư tử, không có rắn hổ mang. Trong Ê-sai 35 nói về điều này. Để chúng ta đi trên con đường mà Chúa Ngài đã đưa chúng ta đi về nhà cha, đó là điều phước hạnh trên đời sống của tôi và quý ông bà chị em. Ai trong chúng ta đã từng đi lạc rồi ạ? Đi lạc mà quý vị cảm thấy như thế nào? Nó khó chịu vô cùng đúng không ạ? Khổ sở vô cùng, rồi sau đó thì còn lại tốn xăng nữa. Bây giờ thì quý vị còn chạy xe gắn máy đồ nha, xe hơi đồ nha. Chứ hồi xưa đi xe đạp mà đi lạc một cái rồi thì quý vị sẽ thấy nó đau khổ. Đã vậy nếu đi bộ nó còn lạc hơn nữa. Nó lạc còn tệ hơn nữa, đúng không quý vị? Cho nên tôi và quý ông bà chị em, chúng ta đi về nhà cha,
Chúa Giêsu đã sẵn dành cho tôi và ông bà chị em một con đường. Con đường đó mang tên là Giêsu. Amen. Dạ. Cho nên tôi và quý bà chị em thấy được rằng mình thật là được phước khi chúng ta không bị lừa dối bởi thế gian, và chúng ta cũng không bị lạc đường. Amen. Dạ. Khi Chúa Giêsu Ngài giới thiệu Ngài là đường đi đó, thì đường đi cũng là đạo và cũng là lời, đúng không quý vị? Dạ. Khi mà quý vị muốn đi trên con đường đó mà quý vị không có biết rằng mình sẽ đi đâu á, thì chính chúng ta phải hỏi chứ. Đó là chúng ta cần phải có lời để hỏi, và người ta chỉ cho mình. Đó là người ta chỉ cho chúng ta để đi đến cái mục tiêu, cái mục đích, cái đích đến mà chúng ta muốn đến, đúng không quý vị? Cho nên tôi và quý bà chị em, chúng ta có đạo, có nghĩa là có đường đi, có lời để chỉ dẫn, để chúng ta sẽ không có bị lạc. Trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 2, vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành, chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta. Đó là con đường để giúp đỡ cho tôi và quý ông bà chị em đi về nhà cha. Có một điều tôi và quý ông bà chị em cần phải suy gẫm. Đó là khi con người ta không biết đường thì người ta đi lạc. Nhưng mà trong Kinh Thánh có hai nhân vật ở trong nhà cha mà bị lạc. Quý vị có nhớ cái câu chuyện Kinh Thánh không ạ? Đó là Luca 15, đúng không ạ? Người con trai hoang đàn đó quý vị. Dạ. Người con út sau khi lớn lên đòi chia gia tài. Người cha bắt đầu chia gia tài cho đứa con. Sau khi đứa con nhận được cái lượng gia tài từ cha rồi đó, thì đứa con bắt đầu làm gì ạ? Bắt đầu đi rong ruổi vui chơi ở trong thế gian này, cho đến một ngày tiền bạc hết và nó đói, thì nó không biết làm gì, nó đi chăn heo và xin cái thức ăn để cho heo ăn đó, để mà no lòng á, người ta cũng không cho nữa. Thì lúc đó nó mới tỉnh ngộ, nó mới về, thì cha đón ở đằng xa, đúng không quý vị? Dạ. Cho nên tôi và quý ông bà chị em, đôi khi chúng ta là những người đi theo Chúa, chúng ta đôi khi chính chúng ta lại là người phải bị lạc đường ở trong chính căn nhà của mình. Đây là một điều tệ hại. Là vì sao? Quý vị chưa được huấn luyện trang bị mà đòi cha chia củ cải, thì quý vị không biết được rằng mình phải xử lý như thế nào để bảo toàn cái củ cải đến từ thiên đàng trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Nhưng có một đứa con cả ở trong nhà cũng làm việc quanh năm suốt tháng như vậy đó, nhưng mà khi đi ngoài đồng về nghe hát karaoke rần rần vậy đó. Một sư phụ nghe nói, ủa sao karaoke chỗ này nữa? Thì đứa con cả nói, ở nhà mình có chuyện gì mà vui vậy? Dạ. Thì mấy gia nhân mới nói rằng, cậu Út á, bữa nay đi về, cho nên là ông chủ mới làm tiệc đãi. Xong con cả giận, nói rằng tôi á, ở trong nhà cha đó, làm việc quanh năm, xin một con chiên để xin một con dạ, xin một con dê, con chiên gì đó để đãi bạn bè, mà cũng không được nữa. Mà thằng này nó đi quan đàn, mà bây giờ về cha đãi bò mập để ăn mừng. Thì cha nói vậy nè, cha ơi, xin lỗi, người cha nói rằng, con ơi, con ở cùng cha luôn luôn, hết thảy của cha là của con. Điều này là điều gì? Đôi khi chính chúng ta là những người đi lạc ở trong nhà cha. Chúa nói rằng, con ở cùng cha
luôn luôn. Đúng quý vị, thì hết thảy của con mới là của cha. Không phải, hết thảy của cha là của con. Quý vị vậy cũng còn. Dạ. Khi tôi và quý ông bà chị em ở trong nhà Chúa luôn luôn đó, thì hết thảy của cha mới là của con. Cho nên là Chúa nói rằng sự sáng là tốt lành, cho nên Ngài phân sự sáng ra cùng tôi. Đúng không quý vị? Hôm nay quý vị vô nhà thờ, nhưng ngày mai quý vị lại đi những cái nơi mà Đức Chúa Trời không cho phép. Thì điều đó là cái điều mà quý vị chưa có tiếp nhận sự sáng thật. Đúng không ạ? Đó là cách chúng ta lạc ở trong nhà cha của mình đó quý vị. Đúng không quý vị? Dạ, cho nên tôi và quý ông bà chị em hãy cẩn thận trên đời sống của chính mình. Là người bước đi với Chúa, chúng ta cần phải bước đi trên con đường để đến mục đích cuối cùng, đó là nhà cha. Mục đích cuối của con đường đó là dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Như vậy thì quý vị ơi, trên trần gian này có hai điểm đến để con người. Đúng không quý vị? Và Trịnh Công Sơn thì viết bài hát đó là một cõi đi về. Nhưng mà ở trong Chúa chúng ta nó là hai cõi để đi về. Một là thiên đàng, hai là địa ngục. Tại vì nó không biết thiên đàng cho nên nó viết chỉ có một cõi thôi. Đúng không ạ? Dạ, cho nên chúng ta tin Chúa chúng ta mới biết rằng cái cõi đi về của chúng ta là đâu ạ? Dạ, quý vị hay thiệt chứ. Cho nên nếu tôi và quý ông bà chị em là người đã tiếp nhận cứu Chúa Giê-xu, Ngài đã mở cho chúng ta một con đường để chính chúng ta đi trên con đường đó không bị lầm lạc nữa nha quý vị. Amen. Và mong rằng hôm nay tôi biết quý vị và quý vị biết tôi, cho đến một ngày khi chúng ta đặt chân vào trong thiên đàng đó quý vị, thì chúng ta gặp lại nhau. Có mấy người amen, còn mấy người kia thì sao? Dạ. Dạ, tin chắc một điều rằng chúng ta sẽ gặp nhau, amen. Dạ, cho nên đừng có giống như Trịnh Công Sơn, có một cõi đi về là không còn cái cõi thứ hai. Còn chúng ta khi bước vào trong Chúa Giê-xu có một con đường mới ngang qua sát Ngài để chúng ta đi về nhà cha, amen. Bỏ cái cõi đi về kia đi, amen. Dạ. Ở trong trần gian này tôi nghe cái câu nói là đường nào cũng về La Mã, quý vị có nghe câu này không ạ? Dạ, cái câu này nghe thì nó nói là bây giờ mình đi tin đạo nào cũng được hết chứ. Tại vì mọi đạo có nghĩa là con đường, đúng không ạ? Mọi con đường đều về đâu ạ? La Mã. Cho nên là ai tin cái điều đó thì mặc cho họ, để cho họ về La Mã đi, còn mình thì mình về thiên đàng, amen. Dạ, tôi chắc chứ là quý ông bà chị em, người ta la xong rồi người ta xuống mồ mả, tôi gọi là đường về La Mã. Còn chúng ta la nhưng mà về thiên đàng. Quý vị có la không? Dạ, nãy giờ la ông sùm rồi đó. Dạ, tôi nói sao mà cái nhóm tinh lành này mà sao cái gì cứ hở nó la rần lên, mà đã vậy la chưa đã còn bắt những cái âm thanh bự lên để la cho đã đi, để xong rồi về thiên đàng chứ, amen. Dạ, người ta la xong ta xuống mồ mả, nhưng chúng ta la xong rồi, amen. Đó là cái điều phước hạnh trên đời sống của tôi và quý ông bà chị em. Ngài giới thiệu cho tôi và quý ông bà chị em con đường về thiên đàng. Ngài cũng giới thiệu cho tôi và quý ông bà chị em, Chúa nói sao? Ta là lẽ thật, ta là chân lý. Đúng không quý vị? Dạ. Như vậy thì chân lý là gì mà Chúa Ngài giới thiệu? Chúa nói rằng đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong lời của ta không có qua đi. Có nghĩa là nó sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là chân lý. Amen. Ta là đường đi là lẽ thật, mà lẽ thật là chân lý. Mà chân lý là gì? Chân lý đó là không có sự thay đổi ở trong đó. Đúng không quý vị? Dạ. Cho nên là tôi và quý ông bà chị em là người đã bắt gặp được chân lý rồi. Chính chúng ta sẽ biết được rằng cái chân lý đó là cái điều không thay đổi ở trên cuộc sống, trên cuộc đời của chúng ta.
Khi mà Phật Thích Ca sau khi nhìn qua sông cửa, thấy mọi thứ vạn vật đều thay đổi. Đó là gì? Sanh, lão, bệnh, tử, vòng vòng cứ nhiêu đó cứ thay đổi hoài. Đúng không ạ? Rồi đời này qua đời khác, và thế là ông phải dứt bỏ cái áo thái tử để chi ạ? À? Ông đi tìm chân lý. Đúng không quý vị? Dạ, tìm được không? Dạ, ông đi tìm riết rồi đến một cái cây kia. Đó là cây Bồ Đề, đúng không ạ? À? Ngồi tại nơi đó. Rồi có đệ tử lại hỏi thầy, thầy tìm được chân lý chưa? Chưa. Xong rồi cái tay chỉ lên, ta không phải là chân lý, ta vẫn là đi tìm chân lý thôi. Đúng không quý vị? Dạ. Cho nên quý vị hồi nãy xem những cái hoạt cảnh, đúng không ạ? À? Chân lý đã đến tận ở đâu? Những cái người chăn chiên ngoài đồng, đúng không ạ? À? Một giai cấp thấp hèn nhất. Rồi chúng ta cũng xem cái hoạt cảnh đó là những cái bác sĩ ở Đông Phương, đúng không quý vị? Dạ. Sau khi các bác sĩ ở Đông Phương đi tìm chân lý, có gặp không quý vị? Dạ, có gặp. Chúa Giêsu trong trong sách Hebrew đoạn 13 câu 8 nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Đó là chân lý đó quý vị. Đúng không ạ? À? Như vậy thì quý vị đã tiếp nhận Chúa Giêsu chưa? Đã tiếp nhận Chúa Giêsu có nghĩa là quý vị đã tiếp nhận chân lý rồi. Ngài có thay đổi trên cuộc đời của chúng ta không? Đó là điểm đặc biệt đó quý vị. Nếu mà Chúa Giêsu hôm qua Ngài nói vậy, ngày mai Ngài nói khác nữa thì quý vị sẽ tin vào ai? Đúng không ạ? À? Cho nên Chúa muốn tôi và quý bà chị em đi theo Chúa. Khi chúng ta bắt gặp được hay là tìm gặp được chân lý rồi thì chúng ta biết được rằng không cần phải đi qua Israel để tìm chân lý, mà chân lý đến tận nơi đây với chúng ta. Amen. Dạ. Trong Malachi đoạn 3 câu 6, vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi, bởi cớ đó các ngươi là con trai Gia-cốp chẳng bị diệt vong. Khi Ngài hứa rằng Ngài không thay đổi thì các con trai Gia-cốp sẽ chẳng bao giờ diệt vong. Đúng không quý vị? Và Gia-cốp sau khi vật lộn với Đức Chúa Trời, nó là đồng đẳng với Chúa đó, thì Chúa đổi tên là Israel. Gia-cốp là kẻ nắm gót, nhưng mà Israel là giống hệt Đức Chúa Trời. Từ khi chúng ta còn ở trong thế gian, chúng ta xấu xa như vậy đó quý vị. Ai leo lên là chúng ta nắm gót giật xuống không cho ai leo lên, chính mình phải là người ở trên. Dạ. Nhưng mà khi gặp được Chúa rồi, Ngài biến đổi chúng ta trở nên là người giống hệt Đức Chúa Trời. Dạ. Cho nên chính điều đó giúp đỡ cho tôi và quý ông bà chị em, khi chúng ta bắt gặp được chân lý rồi thì chính chúng ta phải xác nhận và bước đi. Amen. Dạ. Khi mà tôi và quý ông bà chị em chúng ta đã bắt gặp được chân lý, có nghĩa là không thay đổi. Đức Chúa Trời Ngài không có thay đổi để cho phù hợp với xã hội loài người đâu quý vị. Ngày hôm nay người ta, tất cả những cái tôn giáo thì họ có cái sự thay đổi để cho nó phù hợp với lại con loài người. Tại vì hòa đồng tôn giáo rồi. Hồi xưa không cho đốt nhang, giờ đốt hương. Quý vị nghe kịp điều này không ạ? Dạ, hồi xưa không cho đốt nhang, giờ cho đốt hương. Dạ. Người ta bắt đầu hạ thấp cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời để làm chi? Để phù hợp với loài người. Nhưng mà chân lý thì không thay đổi. Khi tôi và quý ông bà chị em vào trong một hội thánh nào mà chúng ta thấy được rằng chúng ta sống dựa trên nền tảng là lời của Đức Chúa Trời, đó là hội thánh bước đi trong chân lý đó quý vị, trong lẽ thật đó. Còn nói ôi thôi thế này thế kia để cho nó phù hợp hòa đồng tôn giáo rồi, thì quý vị sẽ thấy được rằng nơi đó có sự lộn lạo ở chỗ đó đó. Dạ. Không thay đổi để giảm giá trị tuyệt đối. Lời của Chúa là giá trị tuyệt đối cho tôi và quý ông bà chị em. Dạ.
Chân lý không cần phải qua sứ thánh để tìm kiếm, mà chính Chúa Giêsu là chân lý, Ngài đến trên từng cuộc đời của chúng ta. Amen. Dạ, chúng ta không cần phải qua sứ thánh hay là phải ngồi dưới gốc bồ đề hay là như thế nào đó để tìm chân lý, nhưng mà chân lý đến tận cuộc đời của chúng ta. Chân lý không phải để đi tìm kiếm, mà chân lý chỉ tin mà thôi. Amen. Dạ, khi chúng ta tin thì lời của Chúa hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không thay đổi. Ngài hứa rằng Ngài tha thứ cho chúng ta thì Ngài tha thứ cho chúng ta. Quá khứ Ngài tha thứ, hiện tại Ngài cũng tha thứ, và tương lai Ngài cũng vẫn tha thứ cho tôi và quý ông bà chị em. Amen. Ngài có chữa lành không? Dạ, trước đây Ngài có chữa lành rồi, hiện tại Ngài cũng chữa lành và tiếp tục Ngài vẫn chữa lành. Đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. Có nhiều người, nhiều tôn giáo nói ngày hôm nay á, là không còn có sự chữa lành đuổi quỷ nữa. Cái thời đó là thời của các sứ đồ, thời đó là thời của Chúa Giêsu thôi, chứ thời của mình là không còn. Không, Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Amen. Danh của Ngài vẫn còn y nguyên trên hội thánh, trên dân sự của Đức Chúa Trời. Amen. Dạ, đó là cách để chúng ta không bị lừa dối nữa nha quý vị. Đó là lạc mất từ trong nhà cha của mình rồi đó. Chúng ta thấy các bác sĩ sau khi đến để tìm chân lý, tìm vua mới, vua của dân Giuđa mới sanh ra. Đây là một trong những cái điều mà tôi và quý ông bà chị em cần phải lưu ý nè. Khi mà các bác sĩ để đi tìm một vị cứu tinh đó, vị vua là vị cứu tinh đó, thì các bác sĩ nhìn thấy cái điều gì quý vị? Dạ, ngôi sao là một tạo vật do Đức Chúa Trời tạo dựng nên. Nhưng ngày đó, tháng đó, năm đó, nó sẽ phát sáng ra để cho các bác sĩ nhìn thấy. Đó là ánh sáng, nó là bên ngoài. Cũng giống như ngày hôm nay, khi chúng ta nhìn xem muôn vật, đó là tạo vật của Đức Chúa Trời, và chúng ta gọi là thiên nhiên đó quý vị. Để chúng ta mới cảm ơn Chúa và ca ngợi Chúa, và chúng ta biết được rằng có một Đức Chúa Trời lẫn tạo dựng nên, đúng không quý vị? Và cho nên là các bác sĩ này phải đi theo cái ngôi sao này để đi đến gặp hài nhi Giêsu và dân vàng, nhũ hương và một dược. Nhưng có một điều quan trọng mà tôi và quý ông bà chị em nghe ở tại nơi đây. Sau khi các bác sĩ nhìn thấy ngôi sao và đi đến để thờ lại xong rồi, thì các bác sĩ mới được nghe trong chim bao Chúa nói làm sao: hãy bắt đường khác mà về. Sự sáng bên ngoài khi chúng ta tiếp nhận thì sự sáng thật sự mới ở bên trong của chúng ta. Đức Chúa Trời dùng những ngôi sao để có thể chỉ đường cho bác sĩ, nhưng cái sự nguy hiểm thì Đức Chúa Trời Ngài mách bảo cho các bác sĩ. Tôi và quý bà chị em là những người đi theo Chúa, hãy tin chắc một điều: khi chúng ta tiếp nhận sự sáng cứu Chúa trên cuộc đời của chúng ta, Ngài bắt đầu phán dạy trên cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta đối diện với sự nguy hiểm, hãy tập cách lắng nghe Chúa để chính chúng ta là những người không bị nguy hiểm giống như các bác sĩ năm xưa. Amen. Và đó là sự sáng thật dành cho tôi và quý ông bà chị em. Có khởi đầu và có kết thúc. Khởi đầu là nhìn thấy ngôi sao, nhưng kết thúc là gì? Đó là Đức Chúa Trời Ngài mách bảo trong chim bao. Amen. Quý vị thấy cái điều này tuyệt vời trên cuộc đời của chúng ta không ạ? Đức Chúa Trời Ngài đến nói chuyện với chúng ta, Ngài mách bảo cho chúng ta, Ngài đem cái sự chỉ dẫn cho chúng ta ra khỏi sự nguy hiểm. Amen. Dạ. Ngài giới thiệu: ta là đường đi, ta là chân lý và ta là sự sống. Trong văn nhất, xin lành văn đoạn 4 câu 9. Đoạn 1 từ câu 4 đến câu 9 thì ghi lại là: trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Trong Ngài có sự sống, và sự sống là sự sáng của loài người. Đây là một yếu tố đặc biệt mà Đức Chúa Trời Ngài dành cho tôi và quý ông bà chị em. Sự sống nó khác với lại cuộc sống nha quý vị. Cuộc sống nó đáp ứng cho xác thịt, nhưng sự sống đáp ứng cho tâm linh của chúng ta. Đúng không?
Dạ. Cuộc sống thì một lát nữa chúng ta sẽ bánh mì hay là có gì đó để đáp ứng cái bụng đói, đúng không ạ? Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời, sự sáng để soi sáng thuộc linh hay là tâm linh của con người. Amen. Và đây là điều đặc biệt dành cho tôi và quý mạng chị em. Sự sống là sự sáng cho loài người. Sự sáng nó khác với ánh sáng, đúng không ạ? Ánh sáng thì nó có thể soi rọi bên ngoài, nhưng mà sự sáng nó mới soi vào trong cuộc đời của chúng ta, mới biết được con người thật của chính mình. Quý vị ơi, trong cuộc đời của chúng ta có cái chỗ nào đang ở trong sự không? Đây là một cái sự thách thức dành cho tôi và quý bà chị em. Sự sống là sự sáng. Chúng ta sẽ thấy rằng đời sống của tôi và quý ông bà chị em bày tỏ sự sáng, đó là ánh sáng của thiên đàng cho những người xung quanh. Hãy để vậy, đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa. Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Bấy lâu nay nếu loài người của chúng ta bị lừa dối, bị kẻ mù dẫn đưa chúng ta, thì Kinh Thánh ghi lại là cả hai sẽ té xuống hố. Đó là xuống địa ngục đó quý vị. Cho nên khi tôi và quý ông bà chị em được Chúa Ngài kêu gọi và chọn lựa để chúng ta trở nên làm con trai, con gái yêu dấu của Đức Chúa Trời, chính Ngài giới thiệu rằng Ngài là sự sáng, Ngài không phải là kẻ mù, đúng không ạ? Ngài là sự sáng, cho nên là Ngài dẫn chúng ta đi đến nơi sự sáng là sự sống cho tôi và quý ông bà chị em. Trước đây khi tôi và quý ông bà chị em chưa biết về Chúa đó, chúng ta bị lừa dối lắm, ai nói gì cũng tin vậy, đúng không ạ? Một như tôi nhớ ngày kia khi tôi đang buôn bán mà thấy nó ế quá chừng ế chảy nước luôn á, tại tôi bán cá mà, bán cá kiển ế chảy nước luôn. Thì cái thấy cái Nico lại nói anh chị ơi, lấy cái ông địa với ông thần tài này để đây đi, đốt nhang rồi ở đây tôi cho, nhà chùa cho thôi chứ không có bán. Mình nghe vậy cái hai chồng gật đầu được, lấy đem vô để vô trong cái góc tủ đó, để đó. Nói sau nữa, nhà chùa cho không bán, nhưng mà giờ cúng dường đi, đang ế chảy nước mà cúng dường cái nỗi gì, thôi cũng móc ít bỏ vô. Quý vị thấy không, con người ta khi không có ánh sáng dẫn lối, ai nói gì cũng nghe, đúng không quý vị? Ai đã từng làm cái điều này rồi? Ai đã từng bị cái điều này rồi? Dạ ai cũng có. Nhưng tôi và quý ông bà chị em là những người không còn có giải pháp, không còn phương hướng, không còn có cái cách nào để chúng ta có thể giải quyết được đời sống của chính mình, thì chúng ta dễ bị lừa dối lắm. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng ban giải pháp cho tôi và quý ông bà chị em. Amen. Dạ, trong Ngài có sự sống, và sự sống là sự sáng cho loài người. Ngày xưa khi chúng ta là những người không có biết Chúa đó, thì sao thấy tháng này xui quá. Dạ, bây giờ phải đi thầy bói coi, xem coi bị cái sao quả tạ gì mà chiếu đến nỗi mà xui dữ vậy. Dạ, thế là đi xem bói. Quý vị xem đó là cái chuyện đó bình thường, đúng không ạ? Nhưng không bình thường đâu, đó là chuyện bất thường đó quý vị. Dạ, khi chúng ta đi xem bói, đó là cách chúng ta đang trực tiếp với lại cái người điều khiển tà linh. Họ có quy quyền, họ nói tháng sau bị vậy đó, thì tà linh nó bắt đầu nó theo cái điều này, và trong tháng sau nó xử mình ngay thôi. Đó là nó đang sai một loại tà linh theo cái lời nói của quy quyền để mà nó làm y hệt như những điều quý vị nghe, quý vị tin, đúng không ạ? Nhưng khi chúng ta là những người con của Đức Chúa Trời, chúng ta có giải pháp không quý vị? Dạ. Cho nên nếu tôi và quý bà chị em trước đây thần tượng, nếu tôi và quý bà chị em trước đây xem bói, cầu cơ, đồng cốt, bói khoa, thì hãy xưng ra ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là Ngài nói rằng sự sáng
là tốt lành, cho nên ngày sáng phải phân ra cùng tôi, đúng không quý vị? Thì quý vị mới có cái sự sáng thật trên cuộc đời của chính mình. Amen. Và đó là cái điều mà đừng giống như các bác sĩ năm xưa, chúng ta chỉ nhìn thấy ngôi sao bên ngoài, để Đức Chúa Trời ngài hành động trên tâm linh của chúng ta. Amen. Và đó là điều đặc biệt dành cho tôi và quý ông bà chị em. Sự sống là sự sáng cho tôi và quý ông bà chị em. Ở trong Thi Thiên 115 câu 4 đến câu 8, hình tượng chúng nó bằng bạc vàng là công việc tay người làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào, phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Đó là kẻ mù dắt kẻ mù, cả hai sẽ xuống địa ngục. Đây là thời giờ chúng ta phải nói, đúng không quý vị? Dạ, tôi không sợ để nói cái việc này đâu. Chúng ta đang live stream ở trên toàn thế giới đều biết, đúng không quý vị? Nhưng nếu chúng ta nhượng bộ để cái sự tối tăm ở trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta thấy được rằng kẻ mù sẽ dẫn kẻ mù, cả hai sẽ xuống hổ. Còn tôi và quý ông bà chị em, trong ngày có sự sống và sự sống là sự sáng cho tôi và quý ông bà chị em. Amen. Dạ, cho nên tôi và quý ông bà chị em biết được rằng Đức Chúa Trời là sự sáng. Và sự sáng này là sự sáng thật đến để soi sáng cho tôi và quý ông bà chị em. Để chúng chi? Để chính chúng ta biết được con người thật của mình. Và con người thật của mình để chi? Để chính chúng ta biết rằng mình ra từ Đức Chúa Trời và mình phải trở về với Đức Chúa Trời. Amen. Và khi chúng ta không biết trở về như thế nào, thì Chúa Giêsu đến, ngài giới thiệu: ta là đường đi, ta là chân lý, ta không bao giờ thay đổi đâu, ta là sự sống và sự sống là sự sáng để dẫn đưa các con đi về với cha. Amen. Chúng ta cùng đọc chung với nhau câu Kinh Thánh Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 6 một lần nữa, để chúng ta xác quyết được rằng đây là nhu cầu của Cơ Đốc nhân cuối cùng là gì? Về nhà cha. Amen. Đó là con người thật của chúng ta. Bắt đầu. Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta không ai được đến cùng cha. Amen. Hallelujah. Xin Chúa ban phước lành cho tôi và quý ông bà chị em. Chúng ta biết được con người thật của mình thì đừng để cái sự tối tăm gì ở trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Tối hôm nay về xưng tội trước mặt Đức Chúa Trời đi. Chúa ơi, trước giờ con cũng xem bói, con thờ hình tượng, mấy cái điều này nó vẫn còn dương dấn ở trong cuộc đời của con. Loại ra. Amen. Dạ, Chúa không cho phép, bởi vì ngài biết rằng ngài phân ra sự sáng ra cùng tối. Amen. Và ngài thấy điều đó là tốt lành. Chúa ban phước lành cho tôi và quý bà chị em. Amen. Nói đi con, sao đó. Hallelujah. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cớ buổi tối hôm nay chúng ta được nghe sứ điệp về sự sáng thật. Và chúng ta biết rằng là cho đến ngày hôm nay, giới khoa học có một cách ta không có thể có câu trả lời. Mà chị em biết câu gì, câu hỏi gì không? Là con gà với trứng gà, cái nào có trước? Cho đến giờ cũng không có câu trả lời nữa. Câu thứ hai mà người ta không tìm được câu trả lời, đó là con người từ đâu đến, rồi sống tạm ít ngày, rồi đi đâu, cũng không có câu trả lời. Nhưng hôm nay chúng ta có câu trả lời. Chúng ta từ đâu? Con người do Đức Chúa Trời tạo nên, nhưng mà vì sự tối tăm khiến cho con người không nhận được thay. Ở đây ai đã từng xài đèn dầu rồi? Dạ. Yeah. Mình đốt đèn dầu một thời gian, tự nhiên cái, ủa sao nó hết dầu quá vậy? Nhưng mà thật ra là gì? Cái ống khói á, nó bị đóng khói rồi. Ở trong nó cháy dữ lắm, nhưng mà nó không thấy sáng. Cũng vậy đó chị em, tội lỗi á, rồi ma quỷ nó lừa dối. Nó kêu bữa nay đi cúng con heo thì phải đi mua con heo cúng. Nó kêu cúng con gà thì phải cúng con gà. Nó kêu là cúng bao nhiêu là cúng bấy nhiêu. Và chúng ta ở trong cái sự tối đó đã lâu. Như mục sư đã chia sẻ, đạo là đường đi, tất cả chúng ta đều đã có đường đi. Nhưng mà cái con đường đó dẫn đến điều gì? Nhưng hôm nay chúng tôi không giới thiệu với bạn em một cái tôn giáo, nhưng mà giới thiệu một con đường chính đáng.
Và con đường đó chính là sự sáng. Chúa Giêsu, Ngài khẳng định ta là đường đi, là lẽ thật và sự sống. Nếu không bởi ta, không ai được đến cùng Đức Chúa Trời. Ai trong chúng ta cũng ước ao được lên thiên đàng, không ai trong chúng ta muốn xuống tầng địa ngục, phải không? Ngày xưa nhỏ nhỏ chúng ta có một bài chơi là gì? Thiên đàng địa ngục hai quê, ai khôn thì dạy, ai dạy thì khôn. Đêm nằm tưởng Chúa, nhớ cha, đọc kinh, cầu nguyện, kẻo sai linh hồn, linh hồn chỉ kẻo sai thiên đàng. Ai cũng muốn lên thiên đàng hết. Buổi tối hôm nay, ai muốn được lên thiên đàng? Đơn giản vô cùng, đó là xưng nhận Chúa ơi hay là ông trời ơi, con có tội. Đó là gì? Trời tạo dựng nên chúng ta, ăn của trời, uống của trời, hít thở không khí của trời, lâm nguy kiêu trời, chết chầu trời mà không tin ông trời. Tôi nói vui, một số anh chị em làm nghề nông, sau khi làm nghề nông xong cầu nguyện xin trời ban cho mưa thuận gió hòa, sau khi mưa thuận gió hòa thu hoạch xong đi cúng địa, đi cúng thần nông. Buổi tối hôm nay chúng ta có một chân thần duy nhất, đó là ông trời mà chúng ta thường gọi. Ở nhà ông bà chị em có thờ cái bàn ông thiên, nhưng mà để bên ngoài. Hôm nay Chúa ơi, ông trời ơi, con biết có ông trời trong tâm linh của con, lương tâm của con nhận biết có ông trời, nhưng mà con thờ chưa đúng. Con để ông trời ngoài mưa ngoài gió, nhưng mà ông trời muốn bước vào đồng đời sống của chúng ta để biến đổi cuộc đời chúng ta. Một mặt biết ông trời lớn nhất, nhưng mà chúng ta lại nhờ những cái thần mà không phải là thần, nó là những cái vật tạo vật của con người tạo nên. Buổi tối hôm nay ông bà chị em đã được nghe về sự sáng thật. Đơn giản lắm, xưng nhận bằng chính môi miệng của mình. Nếu chúng ta có lỗi với ai, chúng ta hãy đến đó, đến người đó để xin lỗi, phải không ạ? Thế ông bà chị em có lỗi với ông trời không? Ai nghĩ mình đã từng có lỗi với ông trời ạ? Nhiều khi mình cầm bát cơm, mình chưa bao giờ cảm ơn ông trời cho con bát cơm, nhưng mà mình cảm ơn cái người đưa cho mình bát cơm. Nhưng mà chính Đức Chúa Trời mới là đấng tạo hóa ra muôn cả loài vũ trụ vạn vật này. Cho nên vì vậy, tôi kêu gọi những anh chị em nhận lời mời của chúng tôi hôm nay có mặt ở đây. Nếu mà chị em những người đã tin nhận Chúa mà chúng ta thấy cái gì mà mình tối á, thì ông bà chị em có thể ăn năn với Chúa ngay bây giờ, xin Chúa tha lỗi cho con. Còn nếu ông bà chị em mà lần đầu tiên đến đây muốn trở thành con ông trời á, thì chúng ta sẽ xin lỗi ông trời một tiếng. Dễ không ạ? À? Ai nghĩ mình có lỗi với ông trời buổi tối hôm nay ạ? À? Ai nghĩ mình có lỗi với ông trời ạ? À? Những anh chị em mới có lỗi với ông trời không ạ? À? Có không? Có thì xin lỗi, dễ không ạ? À? Không biết cách xin, chúng tôi hướng dẫn cách để ông bà chị em xin lỗi ông trời. Bây giờ ai muốn xin lỗi ông trời để trở thành con của ông trời? Để bây giờ ông bà chị em chỉ cần cầu một mình ông trời thôi, không cần cầu ai hết. Tại vì chỉ mà có quyền ban cái điều đó. Ông trời mới có quyền ban phước, ông trời mới có quyền giáng họa, ông trời mới có quyền cứu linh hồn của bà chị em thoát khỏi địa ngục trần gian này. Tôi trân trọng kính mời toàn thể hội thánh cùng đứng lên. Và nếu ai trong bà chị em là người muốn để rồi ông trời thay đổi cuộc đời của mình, dù cho ông bà chị em đã từng người ta nói rằng sanh mấy cái ngôi sao gì đó không cần biết, không còn quan trọng nữa, nhưng mà hôm nay sẽ có ánh sao dẫn đường, đó là sự sáng thật đến trên đời sống của ông bà chị em. Nếu ai muốn để xin lỗi ông trời một tiếng, tôi xin mời bước lên đây cùng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị để một lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Xin mời ban nhạc bước lên trên. Hallelujah. Nhà một người chị em đã bước ra khỏi ghế của mình để bước lên đây. Cảm ơn em có một quyết định rất là mạnh mẽ và sáng suốt. Rồi còn ai nữa không ạ? Tôi tin một điều rằng một cái sự thay đổi đặc biệt ở trên đời sống của người chị em của chúng ta. Còn ai nữa không chị em? Đến tiếp hồi này có hai người đã đến nhưng mà đã có lẽ bận đã về. Bây giờ trước nhất thì tôi sẽ hướng dẫn người chị em này xin lỗi ông trời và nhận ông trời làm Chúa của mình.
Và nếu như ai mà muốn nhận tiếp theo, xin hãy bước lên, chúng tôi tiếp tục hướng dẫn ông bà chị em. Đó là một quyết định đúng đắn. Rồi, cảm ơn em đã có một quyết định để tin nhận ông trời hay là Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của em. Rồi, kể từ ngày hôm nay Chúa sẽ thay đổi cuộc đời của em. Bây giờ chưa biết xin lỗi ông trời. Bây giờ trước nhất thì tôi xin hỏi rằng là có thấy mình có lỗi với ông trời không ạ? Rồi bây giờ để không bị chi phối xung quanh, tôi hướng dẫn từng câu ngắn, xin nói theo nha. Kính lại Đức Chúa Trời. Kính lại Đức Chúa Trời. Là đấng tạo hóa. Là đấng tạo hóa. Cha mẹ sanh con phần xác. Cha mẹ sanh con phần xác. Phần xác. Nhưng Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời. Ban cho con linh hồn. Ban cho con linh hồn. Bất diệt. Bất diệt. Quý giá. Quý giá. Hôm nay. Hôm nay. Con bằng lòng. Con bằng lòng. Nhận Chúa Giêsu. Nhận Chúa Giêsu. Là ánh sáng thật. Là ánh sáng. Sự sáng thật. Là sự sáng thật. Bước vào đời sống con. Bước vào đời sống con. Xin tha thứ cho con. Xin tha thứ cho con. Vì đã không tin ông trời. Vì đã không tin ông trời. Và thờ phượng đúng cách. Và thờ phượng đúng cách. Theo lời hứa của Ngài. Theo lời hứa của Ngài. Con được trở thành. Con được trở thành. Con của Đức Chúa Trời. Con của Đức Chúa Trời. Con quyết định. Con quyết định. Từ chối. Từ chối. Sự tối tăm. Sự tối tăm. Quyền lực ma quỷ. Quyền lực ma quỷ. Mọi giao ước cũ. Mọi giao ước cũ. Với ma quỷ. Với ma quỷ. Tà thần. Tà thần. Được chấm dứt trên được con. Chấm dứt trong con. Và con được tự do khỏi nó. Con được tự do khỏi nó. Chúa ban quy quyền cho con. Chúa ban quy quyền cho con. Để có một đời sống. Để có mạnh mẽ. Đời sống mạnh mẽ. Đắc thắng. Đắc thắng. Và phước hạnh. Và phước hạnh. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn con Chúa. Con chân thành cầu nguyện. Con chân thành cầu nhân nguyện. Danh Đức Chúa Giêsu. Nhân danh Đức Chúa Giêsu. Amen. Amen. À, đó là cái lời chân thành mà tôi đã hướng dẫn em cầu nguyện. Em tên là gì? Em tên Nguyễn Thị Như Hồng ạ. Nguyễn Thị. Bây giờ học Như Hồng đã tin nhận Chúa, tôi sẽ cầu nguyện để dâng Như Hồng trong tay Chúa. Em không cần phải nói theo nè, nhắm mắt lại để chúng ta cùng hướng lòng về cầu nguyện. Kính lại Đức Chúa Trời là đấng tạo nên cả vũ trụ này, và Ngài đã tạo nên Như Hồng. Suốt bao nhiêu năm Như Hồng biết có Đức Chúa Trời nhưng mà không có nhận Ngài. Hôm nay cảm ơn Ngài, qua lời của Chúa Như Hồng đã bằng lòng để nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình và nhận sự sáng thật ở trong đời sống của Hồng. Xin Chúa soi sáng để cuộc đời của Hồng chứng ngày tới bước đi một cách chắc chắn và đúng đắn, để rồi cuộc đời của em sang một cái trang mới và đầy phước hạnh. Con dâng em trong tay Chúa, và nhân danh Chúa Giêsu tôi hủy phá mọi giao ước cũ mà người chị em tôi Nguyễn Thị Như Hồng đã giao ước với ma quỷ, với sự chết, với sự buồn bã, với thần tượng, với quyền lực của sự tối tăm, với tất cả những tôn giáo độc ác, nó không có quyền ở trên đời sống của Như Hồng nữa. Và Như Hồng được tự do khỏi tất cả những lời giao ước đó và bước đi trong sự tự do và đắc thắng. Chúa cho con cảm ơn Ngài. Con dâng Như Hồng trong tay Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. À, chúc mừng em. À, chúc mừng phật trẻ em. Chúc mừng em. Rồi em nhận bạn về cho. Lần nữa không ạ? À, xin lỗi mà chị em, hồi nãy đúng ra chúng ta cũng có một cái buổi lễ dân hiến, giống như các cả mục đồng hay là những nhà bác sĩ ngày đêm Giáng sinh đó, họ đã dâng cái điều quý nhất cho Chúa. Người nào có sự sáng thật thì chúng ta tùy tâm lòng của chúng ta, chúng ta khao khát để mở mang vương quốc của Chúa Trời. Giờ đây chúng ta sẽ cùng hát lại bài hát Làn Gió Vi Vu Ngoài Đồng. Và mỗi người chúng ta có thể đến dâng hiến ở đây. Chúng ta có thể không cần phải có bao thư cũng được. Anh chị em có thể dâng hiến bằng tấm lòng chân tình của mình. Khi hát chúng ta hãy đến để cùng dâng hiến trong giờ này. Làm gió vi vu ngoài đồng, lặng yên đêm thường thăn vó. Bọn chớ đang giữ chiên mình, chẳng biết cứ chưa hạ xuyên. Ngài yêu con như mọi người, lòng yêu trong trường chiên con. Yêu muốn cứ giữ đáng người, bình an cho đời trên gian. Con trai đất!
trông coi chờ lớn thế. Rồi đêm đông giá hiu quạnh, Giê-xu cứu Chúa hạ sinh. Và ngày hay đêm tôn thờ, sự chân nơi đến Thiên Chúa. Làm thế trường hắn đến đời, để thân cùng nhà bên lâu. Bác giải bài hơi hạ sinh nhân, vui sẵn mong hai lời Chúa ca. Gặp đi ra ba bên màn xa, Chúa bình thế đời đầy cùng ta. Mục sư Nguyễn Thanh Tùng ở Bạc Liêu xin bước lên đây để cầu nguyện dâng số tiền dâng ở trong tay của Chúa cũng như cầu nguyện kết thúc. Trân trọng kính mời mục sư Nguyễn Thanh Tùng. Xin cái lời tới của Chúa và hết thảy những con cái của Chúa cùng hiệp ý với tôi buổi tối hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha của chúng con, đấng hôm qua ngày nay cho đến đời đời không thay đổi. Chúng con biết ơn Chúa vì Ngài yêu chúng con và đã lìa thiên đàng cao quý đến thế gian này, sẵn sàng chịu chết trên thập tự giá vì cớ những tội lỗi của chúng con. Và Ngài đã sống lại để ban sức sống phục sinh cho chúng con, để rồi hết thảy chúng con có mặt buổi tối hôm nay được trở nên những con trai, con gái của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến và đã thay đổi địa vị của chúng con, để biến đổi chúng con từ tội nhân trở thành thánh nhân. Và xin Chúa giúp đỡ để mỗi ngày sống trên đất này, chúng con thật sự bày tỏ tình yêu của Ngài cho những người xung quanh, để rồi hết thảy những người xung quanh thấy được rằng chúng con là đầy tớ của Ngài, là con cái của Ngài mà chạy đến với Ngài. Cầu Chúa tha thứ những sự yếu đuối bất toàn của chúng con. Cầu Chúa thêm sức cho chúng con để sau mùa Giáng sinh này, chúng con mang ơn cứu rỗi của Ngài đến cho đồng bào chúng con và đến cho nhiều hơn nữa những vùng sâu, vùng xa nữa, để rồi hết thảy mọi người trên đất này sẽ biết được Ngài qua chúng con là những tôi con của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã dùng đệ tử của Chúa, mục sư Tùng buổi tối hôm nay, cũng như dùng của Thánh Rê-ma ở đây để bày tỏ về chính mình Ngài cho nhiều người biết, và trong số đó có một số người đã nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Vậy con cầu xin Ngài tiếp tục ở với anh em chúng con, những người mới nhận ơn cứu rỗi, cũng như ở với thầy anh chị em chúng con là những người đã từng nhận ơn cứu rỗi của Ngài, để trong năm mới này xin Chúa giúp đỡ cho hết thảy chúng con sống xứng đáng và xứng đáng hơn nữa với tình yêu của Ngài, và kết quả hơn nữa cho nhà của Ngài trong tương lai. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con dâng trình hội thánh Chúa ở đây và giao phó hết thảy anh chị em chúng con trong năm mới này trong sự tể trị, trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trước khi chúng ta kết thúc, trân trọng kính mời mục sư Nguyễn Thanh Tùng một lần nữa xin bước lên đây. Hội thánh có một món quà để gửi cho mục sư nhân mùa Giáng sinh này. Xin chào, kính mời mục sư Nguyễn Thanh Tùng. Không, mục sư kia. Mục sư này ngày mai. Hai mục sư này đều là Nguyễn Thanh Tùng hết. Mục sư Nguyễn Thanh Tùng tối nay giảng ở đây, và mục sư Nguyễn Thanh Tùng mới vừa cầu nguyện thì ngày mai sẽ giảng cho thánh ở đây. Amen. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng, trước khi hát chúc mừng Giáng sinh thì xin thông báo là các em thiếu nhi sẽ được tặng mỗi một em một quyển truyện ở phía dưới.
ở trên bàn, mỗi một em một quyển truyện. Còn riêng mỗi người chúng ta thì mỗi người sẽ nhận được một phần bánh và nước để chúng ta uống, và trên đường chúng ta sẽ về rồi lại cùng ăn lót dạ. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý bà chị em. Bây giờ chúng ta cùng nhau hát Mừng Anh Vui Giáng Sinh. Giáng sinh trong hòa bình, mừng ơn vui Giáng sinh trong mơ ngày, mừng ơn vui Giáng sinh trong huy hoàng và mừng ơn với bình an. Mừng ơn vui Giáng sinh, mừng ơn vui Giáng sinh trong hòa bình, mừng ơn vui Giáng sinh trong mơ ngày, mừng ơn vui Giáng sinh trong huy hoàng và mừng ơn với bình an. Mừng ơn luôn vui trên cả sẽ bắt tay ít nhất 7 người và nói rằng mừng Giáng sinh phước hạnh và năm mới bình an. Chúa ban phước cho tất cả ông bà chị em. Hallelujah. Oh, Noel này về để nụ cười ta che mọi thân thơ. Ông và chị em không xa trong cả điện thái có trên hồng thơ. Hai cả xưa chúng ta làm bề Giêsu đến cứu tôi mỗi ngày, ông tôi đã lùi đi, hôm nay ăn sáng cho mưa thay xuống, còn thế giới đừng vui, ngày nào nhớ bao nhiêu ngày buồn đau, mà cả sáng chưa có làm thế, thì Giêsu đến cứu anh và tôi. Sáng mai hội thánh sẽ nhóm lại vào lúc 8:30, chúng ta vẫn có cái giờ cầu nguyện và thờ phượng chính thức là 9:30 là thờ phượng chính thức. Ngày mai thì các bạn thanh niên đi phục vụ ở các điểm khác, cho nên là chắc là hội thánh chỉ còn người lớn với trẻ em. Cho nên chúng ta cũng sẽ duy trì cái sự nhóm lại như thường lệ của hội thánh của chúng ta. Giờ đây gửi lời chào tạm biệt tất cả quý bà chị em, xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Xin mời chúng ta xuống dưới, chúng ta sẽ nhận phần ăn của mình ạ.